Ngày 6 tháng 11, Bộ Y tế đã công bố kết quả báo cáo dự kỳ của chương trình thí điểm sử dụng thuốc Monopiravir trong điều trị bệnh nhân COVID-19. Việc thí điểm áp dụng cho các trường hợp mắc COVID-19 thể nhẹ, thể không triệu chứng điều trị tại các cơ sở y tế, khu cách ly, khu thu dung điều trị và tại nhà. Mục tiêu của chương trình là góp phần giảm số ca chuyển nặng, giảm tử vong, giảm tải điều trị và đặc biệt là giảm lây nhiễm ngoài cộng đồng. Kết quả đánh giá dự kỳ của các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng quy mô nhỏ và vừa tiến hành tại Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Phổi Trung ương cho thấy tính an toàn và hiệu quả của thuốc. Tại 22 tỉnh thành tham gia chương trình thí điểm cho kết quả thuốc có tính an toàn cao, dung nạp tốt, hiệu quả rõ rệt về giảm tải lượng virus, giảm lây lan, giảm chuyển nặng, rút ngắn thời gian điều trị. Đồng thời, tỷ lệ bệnh nhân có kết quả xét nghiệm RT-PCR sau 5 ngày âm tính hoặc dương tính với giá trị CT30 từ 72,1% đến 99,1%. Tỷ lệ bệnh nhân có kết quả xét nghiệm RT-PCR sau 14 ngày âm tính hoặc dương tính với giá trị CT30 gần 100%, tỷ lệ chuyển nặng rất thấp, từ 0,02% đến 0,06% và không có ca nào dẫn đến tử vong. Việc triển khai chương trình đã được Hội đồng Đạo đức trong Nghiên cứu Y sinh học Quốc gia thẩm định, chấp thuận và được Bộ Y tế phê duyệt, theo dõi, đánh giá, sau đó tổng kết bởi các chuyên gia, cán bộ, nhân viên y tế. Các kết quả rất khả quan của chương trình đã đóng góp hiệu quả vào công tác phòng, chống dịch của Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương có dịch. Trước đó, Bộ Y tế đã cấp phép triển khai chương trình sử dụng thuốc có kiểm soát Monopiravir trong điều trị COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh từ giữa tháng 8 năm 2021 và hiện nay đã mở rộng triển khai tại 22 địa phương có dịch trong toàn quốc. Đến ngày 6 tháng 10, Bộ đã ban hành phác đồ điều trị cho những bệnh nhân COVID-19, trong đó có đưa thuốc Monopiravir vào phác đồ điều trị có kiểm soát theo đề cương thuyết minh thử nghiệm lâm sàng. Dự kiến trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục hỗ trợ các địa phương có dịch tham gia và triển khai chương trình tiếp cận sớm với thuốc nhưng vẫn phải kiểm soát, theo dõi chặt chẽ để bảo đảm an toàn,